Tin Bangkok, Thái Lan Liên hiệp truyền thông công giáo thế giới Sydney tổ chức hội nghị thường niên cho các nước Á Châu từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 vừa qua, Liên hiệp truyền thông công giáo thế giới SIGNIX tổ chức hội nghị thường niên cho các thành viên Á Châu tại Bangkok với 50 tham dự viên gồm 2 giám mục, 24 linh mục và 24 giáo dân đến từ 14 quốc gia. Hội nghị thảo luận với chủ đề: Tin giả chống lại truyền thông cho hòa bình. Chủ đề này được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Giáo hoàng Francisco cho Ngày Truyền thông Thế giới năm 2018. Sự thật sẽ giải thoát anh em, tin giả và truyền thông báo chí cho hòa bình. Các thuyết trình viên cho thấy thực trạng trầm trọng của tin giả hiện nay trên các phương tiện truyền thông và sự nguy hiểm của nó đối với xã hội, giáo hội, các tổ chức gia đình và từng người. Từ đó, các tham dự viên đã thảo luận và tìm ra những giải pháp để giúp các nhà truyền thông công giáo Á Châu trở thành những chiến sĩ chống lại tin giả và xây dựng nền truyền thông cho hòa bình. Hội nghị cũng ghi nhận những báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm của các đại diện các nước và đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động cho những năm tiếp theo. Liên hiệp truyền thông công giáo thế giới Signis là tổ chức phi chính phủ các thành viên thuộc hơn 100 quốc gia. Mục đích của Sydney là nối kết các chuyên viên truyền thông công giáo để phát triển các nền văn hóa và quyền con người qua các phương tiện truyền thông dưới ánh sáng tin mừng.